Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cái hầm tự hoại. Mình rút kinh nghiệm từ những cái hầm mà mình đi sửa chữa nhiều năm qua, mình đã rút kinh nghiệm những cái lỗi của nó nghẹt. Thành ra bữa nay mình thiết kế một cái hầm này là như ý mình nha các bạn, là tuyệt đối không bao giờ bị nghẹt nữa nha các bạn. Trước mặt các bạn là đây là cái hầm chứa nha, cái hầm chứa mà nó rộng lắm. Cái hầm chứa này là tại diện tích nó rộng, thành ra mình cho phép, thành ra mình làm cái hầm hơi rộng ha. Ở đây là cái hầm tại hai khu sinh, nó nằm trên đây nè, là khi mình đẩy nắp lên á là cái cầu mình đặt trên đây cứ việc rơi xuống dưới thôi, chứ khỏi có đặt ống nữa đó. Các bạn thấy là cái hầm chứa ha, cái ngăn chứa xong qua tới cái ngăn lắng đó, cái đường mình thấp xuống vậy nè. Thay vì cái mình đặt ống co qua, bây giờ mình đặt cái góc này thay vì từ dưới lên là 1,5 m nha các bạn hả, là mình từ đây là 3 tấc là mình 1,2 m hả, từ dưới lên 1,2 m mình cắt qua hả, cắt qua mình qua cái hầm lắng ha, cái hầm lắng, từ cái hầm lắng qua cái hầm lọc là từ ở dưới đáy lên là 1,1 m nha các bạn ha. Đây là 1,2 m, ở đây là 1,1 m hả, 1,1 m qua bên đây là mình xuống là có chừng 8 tấc thôi. Đó, là từ ở dưới đất lên 8 tấc mình ra cái ống này, là cái ống ra ngoài cống công cộng ha, là mình dẫn ra sau hè vậy đó ha. Là cái đường ống tràn đó các bạn. Là các bạn nghĩ là từ đây về sau là không bao giờ bị nghẹt qua cái đường mở cái lỗi qua cái co nè, mỗi khi đập qua cái co nè nó sẽ nghẹt đây, tự tràn qua luôn. Bên đây đây tự tràn qua đây, xong qua bên đây. Đó, đây là cao nè, đây thấp nè, rồi đây thấp nữa. Là tuyệt đối cái hầm mình không bao giờ mà nước nó đầy được nha các bạn. Đó, mình rút kinh nghiệm nhiều cái hầm mình đi đã, nhiều cái hầm mình đục á, là nó sẽ nghẹt mấy cái co. Ba hầm không thông nhau, mình phải đục từ cái hầm chứa qua hầm lắng, hầm lọc, mình sẽ đục trên nền nhà mình đục xuống. Bây giờ mình làm cái kiểu này là tuyệt đối không bao giờ, các bạn cứ việc yên tâm làm, không bao giờ có bị hư, không bị mà phân nó tràn nó lộn đâu, không khi nào có cái tình trạng đó. Đó, nhiều video mình thấy khi cái ống phân đi từ ở bên trên đi xuống, cái đặt thêm cái chữ T cản chỗ này, các bạn nghĩ đi, đi xuống đây á, nó chứa dưới đây xong nó dồn lên chữ T đi, nó khô dưới đây, nó khổ sau này lâu ngày nó sẽ nghẹt. Các bạn chưa thấy là cái khi cái hầm cầu mình đục lên đâu, từ cái đoạn thí dụ cái mực nước đây đi, là từ đây nó sẽ một đoạn đây nó sẽ dai mà nó sẽ cứng, nó sẽ không phải là nước đâu, từ dưới đây đổ xuống mới là nước. Thành ra là mà mình cứ nghĩ là cái hầm cầu mình là nước, không phải đâu. Đó, nhiều nhà các bạn thấy là có thể mình đo mình thọt cái cây nhỏ nhỏ xuống nha, là 7 tấc nó vẫn cứng, thì qua một lớp 7 tấc nó mới là qua cái nước nha các bạn. Đó, chứ đừng có các bạn nghĩ cái hầm mình để than lọc đặng cho nó đỡ hôi nha. Hầm cầu không bao giờ không hôi, hầm nào cũng hôi, các bạn cứ việc yên tâm, chứ đừng có để mà than lọc một năm là nó sẽ nghẹt thôi, chứ đừng có mà để vào cái than vô lọc như là cái lọc nước, nước lọc mình xài nha, thì gói đã sai lầm nha các bạn. Cho mình xin kết thúc video, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Kỹ sư Một Vườn. Một lần nữa thì xin cảm ơn, mình chia sẻ cái hầm cầu này, cái hầm cầu rút kinh nghiệm giữa cái mấy cái hầm cầu mình đi đậu đục nha các bạn. Đó, mình đục thường ngày luôn á. Giờ mình làm kiểu này là không bao giờ, các bạn cứ suy nghĩ mình làm kiểu bậc thang, hầm chứa, hầm lắng, hầm lọc từ cao tới thấp đó, mình không đặt ống luôn đó. Đó, đây là cái ống dẫn ra nè, đó cái ống này ống dẫn ra, đó dẫn ra ngoài. Nó đây đây là cái nữa mình quẹo ra sau hè, nó mình dẫn bên hông nhà mình nè, nó mình quẹo ra sau hè nha, nó vậy đó.